Nam mô A Di Đà Phật. Hạnh răng số 6 nằm dưới hư sâu bể hết phần nửa thân. Ngày đau nhất khó chịu của một bác thiện nữ nhân 60 tuổi sau khi đã nhậu ra. Rồi bác ha, thầy cái vòng khác. Nó cũng cầm rồi. Chặt chưa? Đó, rồi bắt cắn chặt vậy nửa tiếng hơn về tới nhà cho nó cầm máu rồi lấy bông ra. Về nhà nghỉ ngơi cháu với bác ra nhà thuốc mua cho nước muối sinh lý với nó mới nhổ răng mà không biết họ cho thuốc uống. Cái răng này. Bác đem về coi coi. Không thì bỏ. Bỏ đi rồi. Nói em về coi lại. Có người thì họ không muốn bỏ. Bỏ bỏ thì bỏ cái ly đằng trước mặt cái ly, cái mặt cái ly ráp. Rồi mấy ngày tới tuần sau cho nó lành chỗ nú mới nhổ đó, rồi bác tới nhổ tiếp mấy cái trên. Mấy cái chân trên. Thì nhổ được cái này là cũng em rồi.